Để hiểu rõ hơn về sự đầu tư và tạo điều kiện của đơn vị trong việc tạo ra sân chơi văn nghệ thể thao lành mạnh thu hút người lao động tham gia. Ngay sau đây mời quý vị cùng phóng viên Chào Ngày Mới gặp anh Lê Nhật Trường, Giám đốc Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Pausu Vina. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cà phê 360 độ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai hôm nay. Và sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Lê Nhật Trường, là Giám đốc Nhân sự, cũng là Chủ tịch Công đoàn của Công ty Pausu Việt Nam tại khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, để tìm hiểu về hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng như là thể thao của đơn vị dành cho người lao động ạ. Dạ thưa anh, công ty Pausu thì được biết đến là một trong những đơn vị có rất là nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ cũng như là thể thao nổi bật trong toàn tỉnh. Anh có thể cho biết sự đầu tư của công ty về cái hoạt động này như thế nào ạ? Trong cái công ty của mình á, ngay từ đầu tiên khi mà xây dựng nhà xưởng á, thì người ta đã có một cái kế hoạch bố trí để mà xây dựng cái thứ nhất là cái tòa nhà của công đoàn, thì các trường thấy gồm có phòng làm việc nè, các phòng học, rồi phòng hội nghị, phòng sinh hoạt của chi bộ, phòng sinh hoạt của đoàn thanh niên và cả một cái khoảng sân rộng, cùng như là phía trước thì nó có những cái cây xanh, thảm cỏ, nhà để xe vân vân, là cái nơi mà để cho, và cái khu này thì nó cũng tách biệt so với lại cái nơi sản xuất, là cái nơi mà để cho công nhân người ta thường tới lui và người ta chia sẻ những cái khúc mắc tâm tư tình cảm, cũng là cái nơi mà để cho công đoàn sẽ tổ chức các cái tập luyện về văn hóa, thể dục, thể thao, nhất là cái phong văn nghệ, thì ở đây có nhiều cái phòng ấp, cho nên là khi mà tan ca thì có rất là nhiều các cái đội văn nghệ, vào các cái thời điểm cận Tết thì các cái tổ chức các cái chương trình như là chương trình Vũ điệu Pausu hay là chương trình giọng hát hay, chương trình Nam Thanh Lịch Nữ Duyên Dáng, Nét Đẹp Pausu, thì có rất là nhiều công nhân tới để mà tập luyện, để mà tham gia vào cái hội thi cuối năm của công ty. Ngoài ra thì ở các khu thể thao á, thì cũng ngay từ đầu thì nhà máy cũng đã có một cái kế hoạch xây dựng một cái khu thể thao. Đầu tiên cái khu thể thao nó chỉ gồm có nhà thi đấu bóng rổ, nhà thi đấu cầu lông, bóng sân bóng chuyền và bóng bàn đó. Thì sau đó thì nhận thấy cái nhu cầu của người lao động rất lớn về cái bộ môn bóng đá, cho nên là bên công đoàn đã mạnh dạn đề xuất với nhà máy dành một cái khoảng đất rất là rộng để mà xây ba cái sân bóng đá, trong đó có một sân bóng đá là hai sân bóng đá là cỏ nhân tạo và một cái sân bóng đá là tự nhiên. Và ngoài ra thì nhà máy cũng đã xây dựng cái khán đài, rồi hệ thống đèn chiếu sáng để cho cái trung tâm của mình nó hoạt động. Vâng, với cái sự đầu tư mạnh mẽ của công ty như vậy thì người lao động đã đón nhận và trải nghiệm những cái hoạt động này như thế nào? Do có cái điều kiện thuận lợi về cái sân bãi như vậy cho nên là nhà máy bên chỗ công đoàn của mình rất là dễ dàng để tổ chức các cái hội thao. Thì như các anh chị đã biết thì vừa qua thì Liên đoàn lao động tỉnh người ta cũng đã sử dụng cái khu văn hóa thể thao của công ty Pausu để tổ chức cái hội thi văn nghệ văn hóa thể thao của Liên đoàn lao động tỉnh tại cái nhà máy của mình. Và cứ mỗi chiều thì ở các cái sân đều diễn ra những cái buổi tập luyện, ví dụ như là bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, bóng đá nam nữ và cầu lông. Thì ở đó thì có bên chỗ công đoàn thì cũng có tuyển được một số anh chị em mà người ta có chuyên môn về các bộ môn đó và trở thành huấn luyện viên để huấn luyện cho công nhân lao động của mình. Nói chung là làm một công đôi chuyện, ban ngày thì các anh chị đó làm phục vụ cho công tác chuyên môn của công đoàn chuyên trách, nhưng mà tới khi mà chiều về thì các anh chị trở thành huấn luyện viên, huấn luyện về bóng đá nam, bóng đá nữ, huấn luyện về cầu lông và huấn luyện về bóng chuyền, vân vân. Thì bên này cũng có những cái bản thông báo thành lập các câu lạc bộ, ví dụ câu lạc bộ bóng chuyền, cầu lông hoặc là bóng đá nam, bóng đá nữ, thì đều có những cái bản thông báo để thông báo cho các anh chị em ai mà có năng khiếu hoặc là có cái nhu cầu tham gia thì sẽ được gia nhập vào cái câu lạc bộ của mình. Bên cạnh các hoạt động thể thao thì được biết là công ty mình còn có một đội văn nghệ khá là chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia các hội thi của các công đoàn trong tỉnh tổ chức và còn đi biểu diễn tại tất cả các cái chương trình của công ty mình. Anh có thể chia sẻ thêm về cái hoạt động của đội văn nghệ mình ạ? Những cái anh chị em mà tham gia vào cái đội văn nghệ thì trước đó là họ đã được giải trong cái hội thi Nét Đẹp Pausu, tức là những anh chị đó là được chọn từ cái già người đẹp nhất của công ty, cho nên là
Sau đó thì các anh chị tham gia vào cái đội nhóm văn nghệ, và cứ mỗi lần mà do người ta đã quen rồi, ngay từ đầu tiên thì nó hơi vất vả, nhưng mà tới thời điểm này thì do họ đã quen rồi cho nên là khi mà chúng ta dựng tiết mục mới hay như thế nào thì rất là dễ dàng đối với họ. Cái thời gian mà nó nhanh hơn so với trước kia và người ta tiếp thu rất là nhanh. Đồng thời thì ở trong xưởng thì các cái anh chị là cán bộ, người ta cũng rất là tạo điều kiện thuận lợi cho các anh chị mà tham gia vào đoàn văn nghệ của công ty á, thì người ta ra và được tham gia tập luyện cùng với lại cái thầy giáo. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh về những cái hoạt động vừa rồi, và một lần nữa xin chúc cho đội văn nghệ thể thao cũng như là các hoạt động khác của công ty sẽ ngày càng lớn mạnh hơn ạ.